khi mà xuất ra rồi đó là ông Bảy có thấy nó ê ê hay cái lỗ đau ê lắm hả? Nó mà chịu như mấy mấy méo cái giò là bắt đầu rút à, lại đi ra à, rút nuôi là quýnh tới tại vì làm phước cứu người thì ở ban trên cũng ban cho sức mạnh chứ. Ông Bảy năm nay là tám mấy? 86. 86 tuổi hả? Ừ, chú Hợi. Rồi năm nay thấy ông Bảy còn khỏe quá phải. Dạ. Thì ơn trên cũng ở kinh Đồng Cò, nó cũng cán bộ. Dạ. Rồi bên vợ nó Khánh Hòa nè. Dạ. Còn mới nghe nó cũng trật sự hoài đó. Dạ. Trời đây về đạo Thiên Chúa thôi. Rồi nó đạo Phật mình thì vấn đề mi âm tao biết. Thần thánh đó. Dạ. Thiên Chúa hay không? Dạ ông Bảy cứ ăn bình thường hả? Đi dạ. Ông dạ ông Bảy cứ ăn cơm bình thường đi rồi coi thấy vô như con hỏi vậy. Có nhiêu à? Dạ. Ăn có nhiêu đó hả? Ừ. Dạ. Dạ ông Bảy cứ ăn cơm bình thường đi. Dạ. Tại vì mới đầu con cũng có hỏi anh Nhật nè, rồi anh Nhật nói thôi vô hỏi ông Bảy đi. Ông Nhật không sợ. Con thì vô hỏi thấy gì con vô hỏi ông Bảy. Tao ông Bảy cũng vô. Còn cái gì nữa mày ơi. Dạ. Biết là mấy chào rồi. Dạ. Ôi, hòa hảo cũng cấm này kia cũng không được. Cái con biết được biết là cái miếu Tam Sơn, miếu của mình là rất là nổi tiếng luôn. Cái này như mấy mấy ông ở trên cũng chọn chắc chứ. Ừ. Dạ. Mười mấy rưỡi tới giờ còn gì. Vậy là, đi hết à. Vậy là không? Dạ ông Bảy cho con hỏi là từ hồi xưa, từ hồi nhỏ là mà bao lâu là ông Bảy đã về cái phần xác ông luôn. Tao hồi hội lần ông 15 16 tuổi thì ông về. Tránh con này, tránh con này. Hai giờ. Rồi, giờ này. Này, quay. Vô cái này thì mình lấy để vô đây. Còn cái này mới cho mày uống quánh này. Dạ, tại vì con uống nãy này không có to rồi nè. Cái đó cái gì? Cái này. Nó mình coi cái giống hồi thịnh không? Cái gì mình có cãi. Vô cái mình nhét đây vô để qua đây. Dây qua tới ông này cũng linh là hồi xưa mà ông lúc ông mà ấy. Lúc mà hồi năm 15 16 tuổi là ông Bảy là đã về rồi đó ha. Ừ. Dạ. Ông đẻ. Là về ông đẻ trước. Ừ. Dạ. Đó giờ nói mày không tin mà hỏi chồng sớm. Dạ. Luôn Bảy nói dạ, dạ dạ dạ. Ông con chỉ cần ông danh lợi gì ông Bảy là được rồi, tại vì ông Bảy rất là nước. Dạ. Rồi đó về như về ông đẻ xong rồi còn về nhiều ông nữa không Bảy? Hả? Như về ông đẻ xong rồi còn về ông nào nữa? Mấy ông tổng cộng là mấy ông về cho ông Bảy? Ba ông. À. Ba ông ha. Ừ. Dạ. Viết cũng về rồi giảm giao lại ông nhỏ này để làm bệnh tật rồi này kia gì đó. Dạ. Như ông căn cấp cao rồi làm phước thì được tăng gì đó. Dạ. Như cho ông Bảy về là
Tam Sơn Quốc Dương hết rồi. Dạ. Cái miễu là Tam Sơn Quốc Dương đúng không bảy? Ừ. Dạ. Là ông Tam là ông mặt đỏ hay không bảy? Hả? Ông Tam là cái ông mà mặt đỏ, đỏ đó. Dạ. Rồi ông cái... đó dữ lắm mẹ ông xác dạ. lệnh ông. Dạ bởi vì con thấy ma quý vậy mà hồi xưa mà đặt bàn theo ghế ông đập đồng vô xác cái dưới cái đào á. Dạ. Vô đá bỏ mày. Nắm đầu ra rồi ổng cắt lưỡi ổng phun cho bộ uống cái lúc ông bảy là lên về xác ông Tam giữ đó nhìn ghê lắm sợ. Dạ. Không dám nhìn con nhìn rất là sợ luôn. Chắc có lẽ không dám nhìn dữ lắm giống như ông Văn Công chứ ông Văn Công dạ tính ra bây giờ là lúc mà ông bảy á trước ông bảy nữa là con có nghe ba con kể lại á là ông gì ông bảnh gì đó ông bảy chết không? Nữa dạ bị trước ra rồi mỏi mệt này kia với bổng phố nữa để cho tiền rồi ông nhậu không có nhậu với ung thư gan uống bị ung thư với sức mạnh lắm dạ. con nghe nói là hồi xưa là về dữ hơn bây giờ dữ lắm dữ hơn lắm hồi xưa dữ lắm. Hồi tao biết là hai cái xô đũa lột da rồi bằng dao ngay nè dạ. Dao phải còn đó ông đứng rồi chụp rồi ông đứng ông nhảy lên ông đứng nhảy dạ. Nhảy lên rồi thang đước mình nè dạ. đi qua thang cái chân bay lên sáu bảy thước đốt thang quạt bắt đầu nhảy ông đi dạ. Trời thôi bây giờ ông bảy ăn đi rồi ngồi dạ. Ăn đi rồi con. Lâu mày ơi, uống một miếng nhân nhân. Có làm cốc nào không bảy? Không. Dạ bảy nào giờ nào giờ không uống hả? Không uống rượu. Như sắp tới ở miếu mình có lễ gì nữa không bảy? Tháng mấy? Tháng 7 nè. Tháng 7 cùng. Mà không biết cái cú này không biết được không nữa nè. Không chắc được. Đông lắm mày ơi. Con nghĩ qua dịch rồi. Qua dịch rồi. Mày có thấy không? Dạ. Tháng 7 á. Dạ, con năm con năm nào con cũng lên cho nó. Thảo nhà cái đây. Dạ. Con năm nào con cũng lên cho mà không thấy ông 7 về thấy tội nghiệp quá. À. Có với ông thì không kỳ rồi. Tháng 2 á. Dạ. Không có mời đãi mời gì trong hội cúng lễ dạ. Thì cũng y vậy. Tại vì cái đó nghe cái hội mấy người vậy thôi. Nghe cái mùa dịch luôn bởi hành gia rồi cái không biết tháng 7 này mà khóa vụ này không hết không hết dạ chắc hả con tự do hiện bây giờ là nhà nước người ta đã nới lỏng rồi người ta cho thoải mái rồi nói gì 30 người đám cưới rồi đám ma khỏi bị cúng rồi gì à cái gì dễ nhớ một chút xíu nữa ông bảy đi trị bệnh hay là đi để rước đi coi nhà cửa rước đi để bị ma nó nhát hoài đó. Thì là ông bảy muốn bắt ma luôn ông bảy hả ông bảy bắt ma luôn không trời ơi bắt cài không về mình đâu có biết mày ơi à, mấy ông làm gì mới làm mà không biết thường là ông bảy ông nó hết êm tình gì mới người ta mới biết đi với ông mà ông trên đầu á khi mà cái ông trên về á là ông bảy đâu còn biết gì nữa vô coi người kia sao mấy người ở đó người ta biết ha người ta biết là ông bảy có làm được cái đó nữa mới ừ tao đụng ra rồi cái nè dân bây giờ đâu có dễ mày ơi ông mẹ ngày tiến bộ mà gì xuất ra thì không nhớ nha phải mỗi nhớ được đoạn nào kể nghe cái rùng rợn em bác sĩ nhà thương nè ông mấy nào chưa có vui này phải ông lên hoài mẹ ừ, có mà chị không được rồi không biết trở ngại ông chỉ lên đây
bác sĩ mấy mấy ông chính mấy ông bác sĩ luôn đó không phải nhiều cái điếc gáy mấy ông mà nhiều cái là mấy ông là kiểu là bó tay đó mà mấy ông nói bây giờ giờ còn đường là lên ông bảy dạ tới bác sĩ luôn lên dạ cái ông mà về xác mà cái con nghe nói là cái ông mặt trắng đó là cái ông Tháo ở dưới đó ông bảy là bây giờ là ông mắc rồi giờ tới tới con ông đó là anh cái anh gì anh mà vậy nhậu chi quá cái lần gì đó hả là nó hơi lố có ông Út Nhiên chủ ông chủ tịch đó nói gì cái thôi là cái bàn gì mà ông lấy súng kiếm bén á ông vỗ mẻ đầu người ta chạm chỗ không không được bãi bạn chưa ông gì cái miếu của ông cũng cụ tập phương bó tánh bạn của ông mà quay cường cái chuyện kiếm chuyện quay ông hơi đi chặt cái bàn hư luôn tới giờ con thì chắc có dịp nào rồi con cũng gặp anh đó tên gì của anh Tiêu rồi con của chú Tháo nè là hình như là ổng cũng ba đời phải không ông bảy cái ông ba của chú Tháo là ông gì ông bảy chế ché ừ dạ hồi đó ông lên nó mặt đỏ à mặt đỏ ha dạ đó là Tam Sơn Quốc Chương đó là cái ông thứ ba đó phải không ông bảy hả cái ông mặt đỏ là cái ông thứ ba phải không ông bảy là cái ông Tam, ba anh em ba anh em ừ, ông Tam dạ, ông Tam ông Nhị nó hồi đó vua mấy ông tu ở trên núi á dạ, còn không... mấy ông này vua dạ. Đi lên chẳng đi xuống giật như đi chơi đồ dạ. Này kia tham quan gì đó bị dạ. Cúm nó quánh ba mình ở ba cái ở trong hang dạ. Mới chạy ra cứu là cứu ông vua cứu cho người lên mời dạ. Hai ông kia không dám đi ông Nhất với ông Nhị không dám đi không cho quán rồi ông đi ông mà rõ ông ta cũng gan như ông gan rồi mới đại tăng ông nói ngài muốn cái gì như vua mà phong sức cho ông gì đó dạ xuống cứu dân đồ rồi ông Tam người thứ ba đó dạ mà không phải ruột thịt à dạ bạn bè mà kết vậy nha ba anh em cho rồi lên chánh tu dạ ông như ông Ban Công dứt bóng dạ ông lắm ngại dạ ông bảy cho con hỏi là ở đây là miếu ông Tam Tam Sư miếu nè dạ miếu ông Nhị là ở đâu hả ông bảy bên Đà Phước ở trên Đà Phước ha rồi đi lên cặp theo con kinh vậy nè dạ cái mặt còn còn miếu ông Nhất là ở đâu ông bảy nó Hà Tiên vậy miếu ông Nhất là ở Hà quán, Tiên dì quán là ông bên đây dạ sao quán là Tam Sơn đây.